Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Sudoku đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Ở trong tập ngày hôm nay Lộc sẽ cùng các bạn làm một cái bàn enchant cũng như là làm một cây cầu nhỏ bắt từ bên kia qua đây để di chuyển cho dễ. Ok. Bây giờ mình sẽ cắt đồ trước nha các bạn, tại vì nãy giờ mình đào được khá là nhiều đá cũng như là mấy cái khoáng sản này. Ok, giờ cắt đồ thôi. Rồi ok, bây giờ mình đã cắt đồ xong rồi. Nguyên liệu chính để làm cây cầu này chủ yếu là gỗ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt slab trước này. Cái này chắc sẽ dọn ra các bạn để cho có không gian rộng hơn ấy. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt slab lên đây. Đó. Cũng như là một cái trụ đi lên. Mình nghĩ trụ ở đây đi. Ở đây. Đấy. Rồi, giờ thì đặt một block ở phía trên này. Đấy, rồi bây giờ sẽ làm thêm ít slab ấy các bạn. Đặt ở đây và đây. Đấy. Rồi đào cái này ra này. Đó, cái cầu nó sẽ như vậy nhá. Cái này dư này. Úp. Vậy mình sẽ đặt đối diện ở bên đây một cái trụ nữa này, nhưng mà đặt slab trước đây. Đặt slab ở đây và một cái trụ ở bên hông. Rồi cứ vậy mà nói vào thôi. Đó. Rồi cái này thì mình nghĩ là sẽ nói ngang luôn các bạn. À, tại vì lên nữa thì nó sẽ hơi bị cao ấy, cao thì sẽ không đẹp nữa. Đấy, rồi. Yay. Ở đây mình nghĩ sẽ lên thêm một ô nữa đi. Đấy, để cho nó cao hẳn luôn các bạn. Cái cây này chắc mình sẽ dời cây này quá. Ok, chắc giờ mình sẽ chặt cây này ra đi các bạn. Tại vì nó hơi choáng cây cầu mình này, choáng chỗ ấy. Đó. Rồi chặt cái đi, sau này mình sẽ trồng một cây khác ở vị trí đẹp hơn chỗ này. Đó, vậy là xong rồi. Đấy, khá là easy luôn. Rồi, từ đây không cần phải lội qua sông nữa coi nè. Ở đây mình cũng có thể đặt mấy cái hàng rào vô này. Đó. Đấy. Rồi, vậy là xong rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ để xây dựng cái nhà để đặt cái bàn ở trên nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục thôi. Đấy, mình vừa dọn con này ra một xíu nè các bạn. Để có không gian để mình xây dựng ngay. Đó. Mình sẽ đặt cái bàn enchant ngay chỗ này này. Trước tiên mình sẽ làm một cái trụ trước nha. Cái này cũng không quá to đâu các bạn. Mình nghĩ tầm 7x7 đi. Đấy, 1 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, ra trước là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, tạm thời làm cái này hình vuông cũng được ấy. Để mình xem nào. Ok, hình vuông chắc cũng ổn nhưng mà mình muốn đi qua hai bên thêm mấy các bạn. Nhưng mà sau này kiểu như mình cần nâng cấp cái bàn enchant ấy thì mình sẽ xây cái nhà này rộng hơn. Còn tạm thời thì chỉ 7x7 thôi nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái phần tường ở dưới này. Mình sẽ dùng gạch đấy các bạn. Đấy. Rồi, ở phía dưới thôi. Đó. Đá này thì mình đào từ lúc đi mai hồi nãy các bạn. Đấy, mình cũng nấu lên một mớ để làm cái gạch đá này. Đó. Cái gì là cái cửa nó ở đây. Rồi, nhầm. Vậy ạ. Đấy, cái trụ mình sẽ lên 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, nói ngang thôi. Đấy, cứ 5 ô rồi nói ngang nha các bạn. Này đi xuống này. Đấy. Thông thường thì mình chỉ làm cái trụ cao tầm 5 ô các bạn à. Tại vì nó dễ đặt mấy cái cửa sổ ấy. Rồi, nói ngang thôi. Ồ, mình quên lấy ra thêm gỗ rồi. Đấy, chắc giờ phải đi vô trong nhà lấy thêm mấy các bạn. Sẵn đó lấy mấy cái đá luôn. Còn một mớ trong mấy cái loại. Úp, dạ, ui dạ, cao quá. Đấy, rồi nói nghe thôi. Yay. Đó. Bây giờ mình sẽ ốp phần tường nữa nha. Tường thì mình sẽ dùng gỗ sồi luôn đi. Tại vì bây giờ mình chỉ có đúng cái loại gỗ sồi với gỗ bạch dương thôi các bạn. Gỗ bạch dương á. Ok, chắc bây giờ mình sẽ pha một ít gỗ bạch dương để làm phần tường nha. Đấy, còn gỗ sồi mình sẽ làm bằng máy, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Ok, giờ mình sẽ lấy thêm một ít gỗ bạch dương thôi. Rồi ok, mình đã đặt xong mấy cái khối gỗ bạch dương vô trong rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái rìu ấy, mình sẽ cạo vỏ ra. À. Đấy, tận dụng mấy cái gỗ bạch dương mình đang có ở xung quanh luôn các bạn. Vậy chứ sử dụng một loại gỗ để làm nhà thì nó sẽ không có đẹp đâu. Đấy. Rồi, tương tự ở mặt trước luôn. Mình chặt một stack máy mà cũng không đủ luôn á các bạn à. Tại vì nó khá là ngốn gỗ ấy. À, rồi, đặt vô. Vậy
Úp. Rồi, như là xong rồi. Đó. Ui, hư cây rìu quá. Giờ mình sẽ làm một cây rìu mới đi. Ơ, các bạn chế tạo mình đâu ta? Ok, giờ mình sẽ vô mình làm một ít cái cầu thang nha các bạn. Hãy đi làm phần mái. Ok, mình đã chế tạo được một ít cái cầu thang cũng như là một cây rìu mới rồi này. Đó, rồi cạo ra. Yeah. Ở đây mình sẽ làm một cái đặt một cái hàng rào vô các bạn. Rồi, mà trước tiên mình sẽ lót cái phần sàn trước đã. Đấy, phần sàn thì mình sẽ dùng đá nhẵn ha. Dùng đá nhẵn sao ta? Chưa, để mình thử cách này các bạn. Rồi ok các ơi. Phần sàn ấy mình sẽ dùng cái đá mịn này. À, mình đổi ra cái phiến đá mịn. Vậy tại vì phiên bản mới này mình phải nấu đá cái đá nhẵn lên các bạn một lần nữa nó mới ra cái đá mịn này. Rồi mình sẽ làm cái phần sàn này. Đó, đặt vô. Vậy 1 2 1. Ui nhầm. Đấy, 1 2. Rồi 1 2 và 1. Ở đây và ở bên đây. Đó, còn ở chính giữa này mình sẽ dùng gỗ bạch dương đi. Đó, tại vì gỗ bạch dương mình còn một miếng này. Đấy, làm tương tự với mấy chỗ này luôn. Vậy, kiểu như cái đá mịn làm thành viền á các bạn. Mình không biết cái cách trang trí này có được không nữa, nhưng mà tạm thời mình dùng như vậy nhá. Đấy, nếu các bạn thấy không ổn ấy, thì nhớ comment để lọc sửa lại. Hãy thử cách làm phần sàn khác các bạn. Rồi, giờ mình sẽ lấy nốt chỗ đá còn lại để ốp vô hết luôn nhá. Rồi, ok. Mình đã làm xong phần sàn rồi này. Nhìn nó hơi lạ đúng không các bạn? Đấy, nhưng mà mình thấy cũng ok đấy. Nếu các bạn thấy không ổn ấy, thì nhớ comment nha để lọc sửa lại. Rồi, giờ đặt cái cửa vào. Cái cửa đâu ta? Đây. Rồi, đặt vô. Búp. Yeah. Rồi, bây giờ thì làm phần mái thôi. Ok các bạn ơi, sau một hồi thì mình quyết định sẽ xây thêm một bên ở bên đây nữa này. Đó, để cho nó khác biệt với cái nhà bên kia. Nếu mình xây cái nhà này hình vuông rồi thì nó cũng khá giống cái nhà của mình. Để phân biệt thì mình sẽ mở thêm một ô bên đây. Và mình làm phần mái kiểu đơn giản thôi. Đấy, chỉ ốp cái cầu thang ở gì nè các bạn. Đấy. Ui. Cái này đặt nhầm này. Này phải đập lại. Đặt cái này ra. Rồi, ốp. Cái này ốp xuống chứ. Đặt như vậy này. Đó. Rồi. Tương tự ở phía sau luôn nha. Nhưng mà ở phía trên ấy mình làm kiểu như một cái quán cà phê mini ấy các bạn. Đó, chỗ mình sẽ trang trí bàn ghế các kiểu luôn. Đấy, cái này thì tương tự thôi. Đó. Rồi. Làm mà không cần phải cái máy giống như bên kia đó các bạn. Đấy, làm khác một bữa cũng không sao đâu. Đó, rồi đập ra. Búp. Yeah. Cái này hơi ngược này. Cái này đặt như vậy này. Đó, còn ở đây mình sẽ làm một cái đường đi lên nha các bạn. Ở đây mình sẽ làm một cái cầu thang đi lên này. Đấy. Chỉa về. Rồi, cái này một block. Đó, ở đây và cái này đi lên này. Đó. Búp, búp và búp. Vậy, ở đây mình sẽ ốp ngang lại. Rồi ở đây mình đặt mấy cái hàng rào để chặn lại. Đó. Vậy là xong rồi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ viền cái phần mái lại cái đã. Đó. Rồi, cào bỏ ra. Đấy. Mình cũng được ha các bạn. Đấy, nếu các bạn thấy không ổn ấy, thì nhớ comment nha để lọc sửa lại. Rồi. Như vậy thì mình sẽ đặt hết cái chỗ gỗ này vào cái tường nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình đặt xong nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm phần trang trí thêm cho ngôi nhà nha. Bây giờ mình sẽ làm thêm một ít cái đâu cái tường đá đâu ta. Tường đá. Đó, mình làm thêm được hai mấy cái này. Đấy, để chống ở phía trên xuống đó các bạn. Đấy, ở đây chống xuống này. Rồi. Đó. Tương tự ở ba góc còn lại luôn nha. Đấy, cái này là một cái hàng rào đi xuống này. Búp và búp. Yay. Đấy. Ở đây. Đó. Và ở đây nữa là xong. Rồi. Vậy là xong rồi đấy. Nếu có thể ở đây mình cho một cái cũng được nữa này. Đó, làm thêm một cái hàng rào nào. Hàng rào gỗ sồi. Rồi. Búp. Yay. Đấy, vậy là xong đấy. Phần trên đây mình sẽ cái này cần phải ốp lại các bạn. Có nên ốp lại không ta? Ok, mình nghĩ sẽ ốp lại đó.
Lấy cái rìu ra. Đó. Rồi ở trên đây này, mình sẽ dùng gì ta? Cái hàng rào sắt các bạn. Đó, mình rào ngang lại xung quanh đây này. Rồi mình trang trí mấy cái bàn ở trên kiểu như cái quán cà phê mini các bạn. Đấy, mình thấy ý tưởng này cũng khá là ok luôn. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ ốp lại mấy phần này rồi chuẩn bị nguyên liệu để trang trí ở phần trên nhá. Ok các bạn ơi, nãy giờ lo trang trí mà mình quên làm cái mấy cái kệ sách nữa. Đó, mình được 8 kệ này. Và mình cần một cái bàn chế bàn enchant, vậy là mình thì còn ít giấy này. Ok, giờ mình sẽ làm thêm sách thôi. Đấy, tại vì hình như cần tới mười mấy kệ mới đủ á các bạn. Rồi, để coi làm được bao nhiêu quyển sách nữa nha. 24 cái là được mình cần một cuốn sách riêng để làm cái bàn enchant này. Đấy. Rồi, 15 kệ. Mình nghĩ 15 kệ chắc đủ các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống cái chỗ đi mai của mình ấy. Mình đào một ít hắc diêm thạch để làm cái bàn enchant nhá. Rồi, ok các bạn ơi, mình đã đào đủ số hắc diêm thạch để làm cái bàn enchant cũng như là sắp tới mình xuống địa ngục ấy. À, rồi, bây giờ chế tạo thôi. Mình sẽ để vô đây. Bàn enchant. Bàn enchant. Cần kim cương nữa. Mình quên cần kim cương nữa các bạn ơi. Kim cương và búp. Yeah. Rồi, vậy là có bàn enchant rồi. À, cái giường này thì mình qua bển mình đặt luôn. À, để cũng như là cái nhà enchant này cũng là cái ngôi nhà thứ hai của mình luôn đó các bạn. Rồi, đặt cái giường xuống. Rồi ngủ ở đây đi. Mình chưa kịp cắm đuốc nữa này. Đấy, để không thôi nó spawn quá trong đây thì khổ. Cái bản này hình như bị lỗi các bạn. Mỗi lần mình ngủ sao mấy nó lại bị kẹt ấy. Bị dướng cái block ở đây này. Rồi, giờ thì mình sẽ đặt cái bàn enchant ngay tại đây. Búp. Đó, và mấy kệ sách ở xung quanh thôi. 1, 2, 3. Đó, như vậy thì nó mới chịu các bạn. Cứ như lên 3 ô thì nó không chịu hay sao ấy. Rồi, sắp tới mình sẽ làm thêm một cái kệ nữa đặt ở bên đây nó các bạn, để cho nó đều ấy. Nhìn gì thì nó hơi kỳ. Mà không sao đâu. Đó, mình hiểu suốt 4 luôn này. Wow, còn cái kiếm thì sao? Sắc bén. Cái khiên không enchant được hả các bạn? Khiên không enchant được. Rồi, vậy là ok rồi. Sách bảo vệ này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô trong nhà ấy để craft một ít đồ để mình trang trí cái quán cà phê phía trên nha các bạn. Rồi ok, mình đang nung một ít đá để làm mấy cái ghế các bạn. Cũng như là sắt để làm cái hàng rào nè. Đấy, mình sẽ làm hàng rào sắt. Rồi. Kính thì mình cũng làm thành cái tấm luôn các bạn, để cho nó được nhiều kính hơn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ quăng bển đặt vô thôi. Ghế thì mình sẽ dùng ghế đá nha. Đấy. Bàn thì mình dùng cái hàng rào này. Đó, cũng như là một cái tấm áp lực gì đó các bạn. Đấy, mình đặt vào thôi. Đó, cái này đặt kính vô. Phiên bản mới này mình thấy cái kính nó rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, kiểu như nó không có nhiều cái đốm trắng giống như phiên bản cũ ấy. Đó, gọi cái này đặt vô thôi. Cái này hết đây. Đấy, còn phía trên thì mình sẽ đặt hàng rào sắt vô này. Đó. Cái hàng rào sắt nó cũng thay đổi cái resobat rồi các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm ít cái hàng rào sắt thôi. Rồi. Đặt tới đây này. Nếu mình đủ sắt thì mình sẽ viền xung quanh luôn đó các bạn. Đủ không ta? Ok, chắc mình nghĩ đủ ấy. Tại vì mình còn tới 17 cục sắt ở trong người này. Rồi, viền hết luôn. Mình còn khá là nhiều sắt chưa nấu, tại vì bây giờ mình hết than rồi các bạn à. Chắc tí nữa mình sẽ đi mai ấy, để tìm thêm ít khoáng sản cũng như là than, rồi mình tiện cho công việc sau này nữa. Rồi bây giờ thì đặt mấy cái mình phải làm mấy cái ghế bằng cầu thang cái đã. Cầu thang đá này. Phiên bản mới các bạn à. Cái gì đây? Máy cắt đá. Mình chế tạo được này. Giờ mình sẽ đặt cái máy cắt đá ở đây đi. Đó. Máy cắt đá hả? Đây là các bạn chế tạo mấy cái đồ đá nè các bạn. Wow. Mình làm được này. Mà cái này nó rẻ hơn các bạn ơi. Cái này mình một cục đá mình có thể làm được rồi này. Yeah. Rồi, làm thêm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái ghế này. Ghế ở đây nó có đặt gì thì nó bị dính lại các bạn à. Mình sẽ đặt cái giày. Rồi một cái hàng rào vô. Đó, cái hàng rào vô. Và một cái ghế ở đây.
Đấy. Được không ta? Gọi luôn. Đấy, cái này là cái bàn 3 đi. Đấy, rồi bên đây là cái bàn 2 này. Bàn 2 người các bạn. Rồi, cái này là ở đây và ở đây. Đó, ở đây cũng có một chỗ nữa này. Cái này là ngắm ra ngoài đi. Đó. Cái này là nhìn mình. Ô, giờ mình sẽ làm thêm một ít đi các bạn. Tại vì nó khá là rẻ luôn này. Mình chỉ cần một cục đá thôi là mình có thể làm được cái này. Ô. Cái bản mới này có rất nhiều thứ hay luôn đó các bạn. À, ở đây một cái nữa đi. Đặt ở đây vào một cái bàn. Giúp. Xong, bây giờ mình sẽ làm thêm một ít cái tấm áp lực đây. Tấm áp lực hả? Đủ không ta? Đủ luôn này. Năm cái tấm áp lực luôn. Đó, mình sẽ đặt vô đây. Búp. Búp. Búp và búp. Khi nào mình có thạch anh ấy, mình sẽ làm mấy cái bàn bằng thạch anh các bạn, nó sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, tạm thời thì mình dùng cái đá đỡ đi. Ở trên đây thì những tập sau mình sẽ cùng các bạn trang trí thêm nha. Còn bây giờ tạm thời như vậy thôi các bạn ạ. Ok, như vậy là xong rồi. Đấy. Cái này còn thiếu kính này. Đặt kính vô, búp búp. Và một cái hàng rào. Hàng rào phía trên đây. Rồi, xong rồi. Đấy. Như vậy ngày hôm nay mình và các bạn đã hoàn thành cái nhà anh tranh rồi. Đấy, khá là easy luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi chúng ta cùng đi mai nha các bạn. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ cùng tất cả các bạn đi mai nha. Đấy, nãy giờ lo xây rồi, bây giờ cũng tới lúc mình đào thêm khoáng sản rồi. Tại vì than ấy, mình hết rồi, bây giờ mình sẽ đi mai để kiếm thêm than ấy các bạn. Ok, đi xuống cái hang này đi. Tại vì hồi nãy mình đào mình cũng tìm thấy mấy cái hang khá là rộng ấy các bạn. Đó. Không biết tập này mình có thể tìm thêm được kim cương không nhờ, tại bây giờ mình chỉ còn có 4 viên kim cương thì phải, tại nãy làm hết 2 viên kim cương cho cái bàn phù phép rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đào thêm ít than để làm đuốc ấy cho các bạn dễ xem nữa. Phiên bản này chưa cài được Optifine cho nên cầm đuốc nó không có tự phát sáng các bạn ơi. Đấy. Rồi, giờ đào một ít thôi. Đấy, rồi chế đuốc này. Vậy được 60 cây. Đó, nãy mình đào một đường rất là xa luôn các bạn để tìm thấy một cái hang ở phía trước kìa. Đấy, mình sẽ cùng tất cả bạn khám phá nha. Mình cũng chưa đi hết cái hang đó đâu. Mình chỉ đi có một xíu rồi mình quay lại. Mà hình như cái hang đó nó rõ qua cái hang cũ của mình nữa các bạn. Đấy, mình thấy trên đó có chỗ cắm đuốc luôn rồi. Nhầm đường. Mình đi qua các bạn ngay chỗ nãy có obsidian ấy. Mình đi nhầm. Rồi quay lại thôi. Đấy. Redstone thì bây giờ mình chưa cần đào đâu, tại vì mình ít làm đồ đá đỏ lắm. Đấy. Mình chỉ chú ý là đào lapis thôi, lapis sắc vàng thôi. Đấy, nó ở đây này. Đó. Rồi, giờ mình sẽ đi lên nha. Hình như ở đây còn khá là nhiều khoáng sản mình chưa đào hết đâu. Rồi, giờ mình sẽ đào cái sắt ở phía trên này này. Cao thế. Đấy, mình cày đủ sao ta? 30 level ấy, mình về mình enchant cái cúp mới luôn. Đấy, để có cái dòng hiệu suất ấy các bạn. Đào rất là nhanh. Rồi, đào ra. Rồi, đi tiếp. Đấy, mình có đem thức ăn. Mình cứ tưởng mình không đem thức ăn là thôi xong luôn á các bạn à. Tại vì đi mai bị mấy zombie nó đánh ấy. Đó, với lại mình chạy nhảy thường cho nên nó sẽ rất là mau hết thức ăn luôn. Đấy. Rồi, đào ra. Đấy. Ở đây tầng mấy ta? Ở đây là tầng 26 các bạn ơi. 26 thì chưa có kim cương đâu. Mình phải tìm chỗ nào thấp hơn nữa thì mới có thể gặp được kim cương đó các bạn. Rồi, đào ra đi. Cái này để đi lên. Vậy là đi qua hướng này nè các bạn. Ui. Con gì vậy? Ok, trước tiên mình sẽ đào sắt cái đã. Wow. Ở dưới là một cái chỗ có nước các bạn, mình nghe nước chảy kìa. Ở dưới có lava luôn. Wow. Giờ mình sẽ cắm đuốc đều đều đó các bạn ơi, tại vì mình sợ nó spawn quá sau lưng mình ấy. Đó, giờ mình đang xài đồ sắt này, nó creeper nổ một phát là mình die ngay ấy. Không được đâu. Rồi, mình sẽ cắm đuốc lên. Có nấm lắm kìa. Wow. Có vàng quá. Ui. À thì ra hồi nãy mình gặp anh skeleton. Mình cứ tưởng cái đốm trắng nào bay ngang không các bạn. Giật hết cái mình ạ. Rồi giờ đào số vàng này ra đi. Wow, 8 quặng luôn. Yay. Rồi. Bị mắc kẹt anh chảnh kìa. Rồi.
Để mình xem coi còn chỗ nào không nhá. Ủa này còn hơi tối nè, mình kể cắm đuốc lên ta. Đó, rồi quay trở lại thôi. Ủa cái này lại đi xuống nữa này. Wow, vàng. Vàng thì sắp tới mình sẽ làm táo vàng để bắt dân làng các bạn. Mình không biết phiên bản mới này có thể farm dân làng được không nữa, nhưng mà mình sẽ thử những tập sau ấy mình sẽ làm cái farm dân làng thử xem. Nhưng mà trước tiên ấy mình phải gặp được mấy anh zombie dân làng các bạn ơi, để mình cứu mấy ảnh này. Đó. Rồi giờ đi xuống chỗ này thôi. Chỗ này khá là sâu này. Wow, khu một. Yay. Kim cương. Yay. Cuối cùng thì như lời mình nói các bạn ấy, ở tầng này là tầng mấy rồi? Ủa cái này là tầng 11 này. Đấy, sẽ gặp dễ gặp kim cương ngay. Đó. Rồi. Ui, bấm lộn nút rồi. Rồi. Đấy, giờ đào xuất sắc này rồi. Đây là tọa độ nha, cho các bạn nào cần. Rồi, bây giờ cùng mình đào thôi. Một viên. 4 viên luôn. Yeah, mình cứ tưởng 2 viên không chứ. Chỗ này thì hơi nguy hiểm các bạn, mình phải đổ nước ra này. Để nhiều khi mình đập cái nó rớt xuống lava ấy, thì là tiếc lắm. Đó, rồi đi qua đây thôi. Nó lại dẫn tới cái khu mỏ này. Wow, hấp dẫn nha. Ở đây thì lại có đường ray. Mình sẽ đi từ từ thôi các bạn ơi, đi gì thì nó sẽ bị sót ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua hướng này này. Sắt nhiều thế, mình sẽ đào cái luli này ra nhá. Ui rồi xong luôn, rớt xuống lava luôn. Kệ đi. Đấy, mình sẽ đào sắt này. Đó, mình đào khi nào gần hư cúp các bạn, rồi mình sẽ quay về gọi là làm một cây cúp mới. Lúc đó mình nghĩ mình cũng đủ level để enchant rồi. Rồi đi qua đây coi. Đấy, mình sẽ đi từ từ thôi để không có bỏ lỡ mấy cái rương của trong cái khu mỏ các bạn, tại vì trong khu mỏ này có mấy cái xe mỏ có rương ấy. Rồi giờ đi lên hướng phía trên này. Đó, khi nào mình cần. Đây mới nói đây. Con nhện hang. Đó, mình sẽ chặn lại các bạn ơi, tại vì nó đánh rất là khó chịu luôn, nó đánh xa lắm các bạn. Mày này. Đuốc với bánh mì. Mấy cái đường ray thì mình không cần đâu. Đó, để đây đi. Rồi đi qua bên đây để đập cái spawner các bạn. Đó, spawner của nó này. Rồi cắm đuốc lên. Đó. Có vàng này. Skeleton. Skeleton này. Skeleton. Đó, mình có cái khiên cho nên mình cũng không sợ mấy anh skeleton cho lắm các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy sắt này. Có rương nữa này. Thẻ tên. Mấy cái đường ray thì không cần, mình cần đố thôi. Đấy. Tính ra khu mỏ này cũng rất là rộng luôn á các bạn. Đấy, mình đi nãy giờ này. Đây có sắt nữa. Tắt nước đi. Đó giờ mình chưa gặp kim cương nó spawn ở trong cái hầm mỏ luôn các bạn. Mình chỉ loot được từ trong mấy cái rương của xe mỏ thôi, chứ mình chưa gặp nó spawn trong cái khu mỏ này bao giờ hết ấy. Ước gì tí nữa mình đi mình gặp. Rồi giờ đi tiếp thôi. Đấy, cố lên biết đâu mình lại gặp nó sớm thì sao, đúng không? Ở đây có cái rương nữa này. Cái rương nữa. Hôm bữa mình loot rồi quên nữa. Rồi gặp ra. Đấy, ở khu mỏ thì mấy cái khoáng sản nó spawn ra rất là nhiều luôn á các bạn. Đấy, tha hồ mà đào. Đấy, cắm đuốc lên. Ở đây đường cùng rồi. Đó. Ở đây có luli nữa này. Đập ra. Vậy mình 24 level rồi. Cố lên. Mình sẽ cố gắng farm đủ 30 level sớm nhất ngay, còn mình enchant kia cấp lên. Lúc đó một việc đào bới sẽ trở nên rất là dễ dàng luôn á các bạn. Đấy. Wow. Còn nữa này. Rồi, đi tiếp. Cái này là dẫn đi xuống dưới nè các bạn. Cái này khu mỏ này bự lắm các bạn ơi. Wow, quá trời vàng luôn. Giàu to rồi. Đấy, tập hôm nay mình đào hơi bị nhiều vàng luôn á các bạn à. Đấy. Sắt thì cũng được một stack mấy rồi. Đấy. Rồi. Mà phiên bản mới này có cái lò nung sắt ấy, siêu tốc cho nên mình cũng không có lo lắng về việc mất thời gian trong việc đợi nó nấu các bạn. Đấy.
Redstone cũng nhiều nhưng mà mình chưa cần đào đâu. Đó, rồi giờ đi tìm cái hang khác thôi. U cái này lại đi lên này. Sao lại đi lên nhỉ? Thôi mình đi tiếp thôi. Wow. U ở đây có cái rương này. Yay. Ba kim cương nữa các bạn ơi. Đấy, mình đó giờ mình chỉ loot được trong cái mấy cái xe mỏ thôi. Đấy, thôi kệ đi. Dù sao cũng tìm được kim cương là vui rồi. Đấy. Cho nên mình phải đi từ từ ấy các bạn, để không bỏ lỡ mấy cái xe mỏ có mấy cái kim cương này này. Đấy. Rồi, đi tiếp thôi. Ồ, mình đi nãy giờ mình đào được 7 kim cương rồi này. Đó. Rồi, đi lên. Rồi ok, mình đã được 11 kim cương rồi. Vậy là mình cần 24 viên kim cương mới đủ được một bộ giáp kim cương đó các bạn. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ reset lại cái map coi. Đấy. Rồi, đấy, như vậy là nó có cái nhà của mình ở đây này. Hồi nãy nó chưa có các bạn. Đó. Nó cũng khá là nhỏ thôi. Và cái cầu của mình này, đó, ở đây là cái cầu này. Đấy. Rồi, ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau ấy, các bạn muốn Lộc xây gì hay làm gì thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.